Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Tác phẩm Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, qua giọng đọc Cao Minh Thiện. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Radio Góc Nhỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 116 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ nhé. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like, share và comment, đăng ký kênh nữa. Nhớ nhấn cái chuông cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung của tập 116, chương 301 đến chương 303 nhé. Tiền bối nói là đầu nhập dưới trướng của ngài. Thật thứ lỗi, Di Mỗ tâm không có chí lớn, thích cuộc sống tự do tự tại, chỉ sợ sẽ là một lần nữa phụ ý tốt của ngài ạ. Viên Minh lắc đầu, uyển chuyển mà cự tuyệt. Không biết là có bao nhiêu tán tu muốn gia nhập Trường Xuân Quan mà không có cửa, ngươi thì lại ba lần bảy lượt cự tuyệt. Không hổ là tu sĩ thiên tài trúc cơ, danh chấn Lôi Châu. Bộc Chính Thành, Cổ Thu Long cùng với Hứa Trường Thanh đều chết trong tay của người, cũng không tính là hoàn uổng. Tả Kinh Huy nghe vậy, hời hợt nói ra một cái câu kinh thiên chi ngữ. Viên Minh đột nhiên nghe thấy cái lời này, tâm thần chấn động, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà sự khác thường chợt lóe rồi biến mất này đã bị Tả Kinh Huy nhìn thấy. Chuyện ngươi làm tuy rằng bí mật, nhưng luôn có dấu vết để lần theo. Chỉ cần cẩn thận điều tra, nghiền ngẫm một chút, Chân Linh Tông cùng với Quảng Lợi Tán Minh nơi đó liền có rất là nhiều manh mối có thể đào móc. Tả Kinh Huy thản nhiên nói. Sắc mặt của Viên Minh cũng không thay đổi, tâm cũng đã trầm xuống. Sau khi hắn đi tới Tiểu Hồ Thành, vẫn luôn cẩn thận. Duy nhất lộ ra một chút sơ hở, đó chính là việc giả mạo đệ tử của Hứa Trường Thanh đi tới Quảng Lợi Tán Minh để lĩnh tiền vi phạm giao ước, cùng với việc đi tới Chân Linh Tông để ấp trứng dược điểu. Tả Kinh Huy vừa mở miệng liền nhắc tới hai địa phương này, xem ra đã điều tra hết thảy thất thất bát bát. Ta không biết tiền bối nói cái này là có ý gì. Bộc Chính Thành kia đúng là ta giết, nhưng mà Hứa Trường Thanh cùng Cổ Thu Long là người nào? Ta chưa từng có nghe qua. Viên Minh tự nhiên một mực phủ nhận. Vạn nhất Tả Kinh Huy dùng pháp khí ghi lại cuộc đối thoại giữa hai người, thì tội danh của hắn có thể như là ván đã đóng thuyền, hoàn toàn được chứng thực. Chỉ là đối với ý đồ của Tả Kinh Huy, Viên Minh có chút hồ đồ. Lấy tu vi kết đan kỳ của đối phương, nếu đến bắt mình đã sớm nên động phủ, vì sao cùng mình một mực nói chuyện phím chứ? Chuyện cho tới bây giờ, tiểu hữu cũng không cần ra vẻ như vậy đâu. Ngươi cũng không cần lo lắng, Tả Mỗ cùng Hứa Trường Thanh kia cũng không có quan hệ. Nếu như ngươi nguyện ý trả cái giá đắt để ta thay ngươi đem việc này che lấp qua, cũng không phải là không thể. Tả Kinh Huy gõ gõ cái bàn bên cạnh, môi khẽ động, truyền âm nói. Không biết Tả tiền bối đến tột cùng muốn tại hạ làm cái gì? Viên Minh hơi im lặng, truyền âm trả lời. Ta gần đây cần một khoản linh thạch, lợi nhuận mà quyền quá linh hương mấy năm nay thu thập, cùng với tiền treo thưởng Bộc Chính Thành, hãy đều đưa cho ta đi. Ta sẽ thay ngươi che lấp qua cái chuyện này, đem cái chết của Hứa Trường Thanh đổ lên đầu của Bộc Chính Thành. Lời điều đã nói ra, Tả Kinh Huy cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói. Viên Minh nghe nói lời này, trong lòng có chút buông lỏng. Hắn từ chỗ Sa Hạo lấy được hơn 10 vạn linh thạch, tuy rằng cơ bản đều đã tiêu hao như là không còn, nhưng mà mấy năm gần đây cửa hàng coi như là có một chút thu thập, trừ bỏ hao tổn cho việc luyện khí thì cũng còn lưu lại một ít. Nếu là đối phương chỉ muốn chút linh thạch thì chính mình cắn răng chắp vá cũng có thể gom lại một chút, làm một cái giao dịch. Ta mấy năm nay tu luyện tiêu tốn không ít. Linh hương mở ra ở Vọng Nguyệt Thành, việc làm ăn cũng bình thường. Cho ta chút thời gian đi, hắn là có thể gom góp ra 3 vạn 5.000 linh thạch. Viên Minh nói. Trong vòng 3 ngày, 5 vạn linh thạch. Tả Kinh Huy nhíu nhíu mày, dùng giọng điệu không thể cự tuyệt, nói. Viên Minh trong lòng đã có tính toán, trước mắt đuổi Tả Kinh Huy đi, sau đó lập tức rời khỏi Vọng Nguyệt Thành. Ngay lúc này hai đạo kim quang từ đối diện bắn ra, lại là Tả Kinh Huy tu một chỉ vào hư không. Sắc mặt của Viên Minh đột nhiên biến đổi, nhanh chóng vội vọt về phía sau, nhưng đã không còn kịp. Một đạo kim quang đánh vào cánh tay phải của hắn, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Viên Minh vội vàng kiểm tra cánh tay, mặt trên cũng không có vết thương. Kim quang tự hồ đã dung nhập vào thân thể của hắn. Tả tiền bối, người đây là ý gì? Viên Minh trầm giọng nói. Tiểu hữu cần gì phải tức giận, chỉ là ở trong cơ thể của ngươi gieo xuống một cái ấn ký pháp lực mà thôi. Tả Kinh Huy thu hồi ngón tay, thản nhiên nói. Sắc mặt của Viên Minh trong nháy mắt trở nên khó coi. Vận chuyển thần thức ở cánh tay phải, cùng với các nơi trên thân thể, nhanh chóng tra xét, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Ta đã đáp ứng cho ngươi linh thạch, Tả tiền bối vì sao còn làm như vậy chứ? Hắn biết Tả Kinh Huy không dễ bị đuổi đi, đè xuống cái tức giận trong lòng mà hỏi. Viên tiểu hữu, đây chính là biết rõ còn cố hỏi sao? Ta và ngươi bây giờ đã là một thể, ta làm như vậy làm gì củng cố quan hệ giữa ta và ngươi, thuận tiện sau này đồng hành cùng nhau á. Tả Kinh Huy ha hả cười nói. Đồng hành cùng nhau? Viên Minh nhíu mày. Đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng bên trong Trường Xuân Quan, việc điều tra cái chết của Hứa Trường Thanh chỉ là một mình ta chứ? Rất là nhiều người đều đang chú ý đến việc này. Muốn giấu giếm lâu dài, ta cần chuẩn bị trên dưới. Như vậy đi, về sau tiền lời của Linh Hương Quán này, ta dạy ngươi chia ra làm 3 phần. Vấn đề bên Trường Xuân Quan, ta sẽ tới thầy ngươi xử lý thỏa đáng, đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Tả Kinh Huy đắc ý nói. Viên Minh côn hồ tức giận, nhìn cái khuôn mặt già nua của Tả Kinh Huy, nhịn không được sinh ra xúc động muốn đánh ra một quyền. Hứa Trường Thanh chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường của Trường Xuân Quan, vậy mà lại phái Tả Kinh Huy là một tồn tại kết đan kỳ đi điều tra nguyên nhân cái chết, như thế đã là khuấy động lắm rồi, vậy mà còn có thể phái thêm người khác sao? Tả Kinh Huy này rõ ràng là vì coi trọng lợi nhuận của Linh Hương Quán, vì cái lòng tham tài và không đấy. Lão đã xảo trá tống tiền đòi 5 vạn linh thạch, vậy mà còn chưa đủ, vẫn còn muốn tiếp tục ép lấy cái lợi nhuận tương lai của Huyền Hóa Linh Hương Quán. Hiển nhiên là muốn trường kỳ tống tiền mình đây mà. Mặt khác, thực lực của hai người trong cửa hàng của ngươi kém quá, chưa chắc bảo vệ được an toàn của cửa hàng Linh Hương. Ngày khác ta sẽ phái 2 đệ tử tới hỗ trợ, không cần cảm tạ ta, giúp người cũng là giúp ta mà. Tả Kinh Huy đứng dậy, chéo tay sau lưng, đi một vòng trong nội đường, giống như là đang kiểm tra sản nghiệp của mình vậy. Viên Minh giờ phút này đưa lưng về phía Tả Kinh Huy, ánh mắt trong nháy mắt đã trở nên vô cùng âm lệ. Hắn đã thối lui, rồi lại tiếp tục thối lui, vậy mà Tả Kinh Huy dĩ nhiên từng bước ép sát, còn muốn trực tiếp phái người tới giám thị hắn. Viên Minh khẽ thở dài ra một hơi, ánh mắt rất nhanh đã trở nên bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Được rồi, nhưng Tả tiền bối ngươi cần lấy tâm ma thề, không được đem chuyện của Hứa Trường Thanh nói cho người thứ ba biết. Hắn thở dài thỏa hiệp nói. Tả Kinh Huy thấy Viên Minh nhượng bộ, trong lòng thầm đắc ý, lúc này giơ tay thề. Nếu đã hiệp nghị đạt thành, kính xin tiền bối ở nơi đây chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở về. Viên Minh nói. Không phải cho ngươi thời gian 3 ngày sau? Như thế nào, ngươi hiện tại có thể lấy linh thạch ra hả? Tả Kinh Huy nhíu mày hỏi. Nếu mà tiền bối cần linh thạch gấp như vậy, tại hạ vừa mới tính toán một chút. Trong động phủ của ta còn có một ít, còn lại đều là một chút tài liệu pháp khí, các loại vật khác. Ta đi lấy mang tới cho tiền bối xem qua. Nếu mà tiền bối muốn đổi lấy linh thạch, ta cũng có thể lập tức tìm nơi để đổi. Viên Minh nói như thế. Nghe tiểu tử hồ đồ vừa rồi có nói, ngươi một mực ở trong vọng nguyệt sơn mạch ngoài thành tu luyện. Ta cùng đi với người. Trong tay của Tả mổ vừa dặn có một bộ pháp trận lợi hại, có thể bố trí xung quanh động phủ của ngươi, tăng cường phòng ngự. Tả Kinh Huy từ chối cho ý kiến, liếc mắt nhìn Viên Minh một cái, đứng dậy nói. Viên Minh thì không có nói gì, đi ra bên ngoài. Hai người đã rất nhanh ra khỏi vọng nguyệt thành, đi tới động phủ của Viên Minh. Viên Minh sớm đã đem ngũ hành huyễn diệt trận đình chỉ lại, cũng điều chỉnh về trạng thái tĩnh lặng. Đại môn động phủ lộ ra, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tả Kinh Huy tản ra thần thức, chỉ cảm ứng được khí tức trận pháp yếu ớt xung quanh động phủ, nên yên tâm đi vào trong. Chỗ động phủ này của ngươi nhìn cũng không tệ ha, nhưng mà pháp trận bố trí quá là đơn sơ. Ta sẽ đến giúp ngươi một tay đi. Tả Kinh Huy nói xong lại đi khắp cả động phủ. Viên Minh thì không nói gì, chà mặt đi về phía mật thất tu luyện. Đi qua bên ngoài dược viện, Tả Kinh Huy nhìn thấy rất là nhiều linh dược thảo ở trong dược viện, chợt dừng bước. Linh thảo khác lão cũng không để ý, nhưng mà khi nhìn thấy phong huyên hoa thì ánh mắt nhất thời sáng lên, lực chú ý rời khỏi người của Viên Minh. Viên Minh lập tức vận chuyển pháp lực rót vào trong nhẫn chứa vật, thúc giục năm mặt lệnh kỳ của ngũ hành huyễn diệt trận. Tiếng nổ vang đại tác, trong động phủ đột nhiên hiện ra xích lục hoàng lam kim, ngũ sắc quang mang nhanh chóng trở nên nồng đậm. Tả Kinh Huy cả kinh, bất ngờ nhìn về phía sau. Nơi đó trống rỗng, thân ảnh của Viên Minh đã bay ra bên ngoài, đi thẳng ra khỏi động phủ. Tiểu tử, muốn chết! Tả Kinh Huy giận dữ, phất tay áo vùng lên. Một thanh kim xích dài hơn 2 thước bắn ra, mặt trên phủ đầy điểm sáng màu bạc như sau. Tả mắt xa, linh lực dao động kinh người, hơn xa bất kỳ các pháp khí cực phẩm nào. Kim xích bắn như điện, đánh về phía hậu tâm của Viên Minh. Trong chớp mắt, liền đi tới phía sau. Hả? Pháp bảo? Đồng tử của Viên Minh co rút lại, hai tay lập tức dương về phía sau. Long lân thuẫn bại cùng với một mặt hộ thuẫn màu đen giống như là cái mai rùa bay ra bên ngoài, chắn ở phía sau của hắn. Trong 5 năm qua, trình độ luyện khí của Viên Minh tinh tiến không ít, đã ngẫu nhiên có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Mặt hộ thuẫn màu đen kia là thành quả luyện khí tốt nhất của hắn. Lực phòng ngự tuy rằng không bằng long lân thuẫn, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, chỉ bằng vào 2 kiện thượng phẩm pháp khí là không có khả năng ngăn cản pháp bảo công kích. Hai tay của hắn duỗi về phía sau, nổi giáp màu vàng cũng rời thân bay ra, nghênh đón pháp bảo kim xích phía sau. Viên Minh không có dừng tay, Ngân Quang Châu, phi kiếm kịch độc màu xanh biển, đoạn kiếm màu đen, hàng tinh kiếm và các pháp khí khác thu được từ chỗ Sa Hạo, cũng từ trong tay áo của hắn bay ra, từ 4 phương 8 hướng về phía Tả Kinh Huy đánh tới. Kiến cạc lây động cây, quá thực là buồn cười. Tả Kinh Huy mặt lộ vẻ lạnh lẽo, pháp quyết trong tay bóp một cái. Kim xích pháp bảo đột nhiên phân hóa ra 7-8 đạo xích ảnh, nghênh đón các vật như là Ngân Quang Châu. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, xích ảnh trực tiếp đem Ngân Quang Châu chém thành 2 nửa, tất cả linh lực đều tản ra. Những pháp khí khác cũng giống như lấy trứng chọi đá, chạm vào xích ảnh màu vàng liền vỡ nát. Bản thể pháp bảo kim xích đánh vào 2 tấm khiên, dễ dàng xuyên thủng. Khi đánh vào nội giáp màu vàng thì nội giáp cũng phốc một tiếng bị xuyên thủng. Nhưng mà vật này dù sao cũng là cực phẩm pháp khí, tốc độ pháp bảo kim xích thoáng chậm lại vài phần. Viên Minh đối với một đám pháp khí bị hủy không có chút thương tiếc gì, tay vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đạo bóng trắng hiện lên, thân ảnh của Bạch Viên hiện ra, đã hóa thành cái trạng thái 4 cánh tay. Ánh sáng màu vàng phục ở trên phục địa sử ở trong tay đại phóng, hung hăng đánh về phía pháp bảo kim xích, mang theo một đạo rung động màu vàng hình quạt. Khi một tiếng vang thật lớn, phục địa sử bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Phương hướng pháp bảo kim xích cũng hơi bị lệch đi, đâm vào cánh tay của Bạch Viên, dễ dàng đâm thủng áo giáp trên người của nó, sau đó xuyên qua cánh tay của nó. Hai mắt của Kim Cương nổi lên huyết sắc, phát ra một tiếng rống điên cuồng. Hai cánh tay vượng tân sinh nhanh như chớp vượng tới, mang theo từng đạo tàn ảnh đánh về phía pháp bảo kim xích. Nhưng thấy hai nắm đấm hoàn toàn biến thành màu vàng, chỗ đi qua, hư không phát ra cái tiếng nổ ầm ầm, hung hăng đánh vào pháp bảo kim xích. Một tiếng nổ lớn hơn nữa vang lên, pháp bảo kim xích rốt cục cũng bị đánh bay. Xương cốt song quyền của Bạch Viên vỡ vụn, thân hình cao lớn bay ngược về phía sau. Thân hình của Viên Minh lắc lư, phất tay áo phát ra một cổ lục quang, cuốn Bạch Viên vào trong túi linh thú. Cùng lúc đó, chung quanh ngũ sắc quang mang chợt trở nên nồng đậm, vô số hỏa diễm, cự mộc, sơn thạch, các loại hư ảnh hiện ra, bao phủ hết thảy. Toàn thân của Tả Kinh Huy bị một tầng lưu quang màu vàng bao vây, thân hình nhẹ nhàng bay lên, bay về phía Viên Minh, dễ dàng phá vỡ hư ảnh hỏa diễm, linh quang và cự mộc ở phía trước. Nhưng mà lão vừa mới bay ra không quá mấy trượng thì hoàn cảnh trước mắt đột nhiên nhòe ra, thân ảnh thế nhưng trống rỗng trở về tại chỗ. Trong mắt của Tả Kinh Huy hiện lên một tia kinh ngạc, một tay ở trước ngực hơi bấm quyết, quanh thân nhất thời kim quang đại thịnh, cả người tự như là lúc thành hoàng kim, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía bên kia bắn tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà lão đi nhanh thì lại trở về nhanh hơn, cơ hồ ngay tại một cái chớp mắt sau khi bay ra liền lại hoa mắt trở lại chỗ cũ. Thần sắc của Tả Kinh Huy ngưng trọng hẳn lên. Pháp trận bố trí ở tòa động phủ này không có đơn giản, lại tư hộ có thể di chuyển thân hình của lão ta, hoặc là ảo thuật nào đó mà lão cũng không cách nào chớp mắt một cái có thể nhìn thấu. Tóm lại là không thể khinh thường. Viên Minh lúc này đã nhân cơ hội chạy ra khỏi động phủ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xúc gần gũi với một tu sĩ kết đan sơ kỳ, áp lực thực sự là quá lớn. Cũng mới vừa rồi Tả Kinh Huy vẫn chưa có xuất toàn lực, và là phản ứng của mình coi như là nhanh nhẹn, vận dụng rất là nhiều pháp khí, cũng khiến cho Bạch Viên miễn cưỡng mà chống đỡ. Nếu không một kích từ pháp bảo kim xích vừa rồi, hắn tuyệt đối không ngăn cản được. Hắn tự biết ngũ hành huyễn diệt trận trong động phủ kia có thể không vây được Tả Kinh Huy bao lâu. Một khi thoát khốn, mình gần như là không thể tránh được sự truy sát của đối phương. Tuy rằng hắn cũng không muốn đối kháng chính diện với một tu sĩ kết đan kỳ, nhưng mà chuyện đối phương xảo trá hôm nay cũng đã làm cho hắn cơ hồ không có đường lui. Nếu mình thật sự đáp ứng, vậy thì sẽ trở thành nô lệ kiếm tiền thay cho Tả Kinh Huy. Lấy cái tính tham lam cay nghiệt của đối phương, mình không chỉ có thời thời khắc khắc bị theo dõi, bí mật cất giữ được hay không thì còn chưa nói đến, nhưng mà tương lai muốn đột phá cũng sẽ trở nên vô vọng. Chung thân không được tự do, vĩnh viễn là nô dịch. Viên Minh hít sâu một hơi, ở sâu trong đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hôm nay mà kệ dùng biện pháp gì, đều phải đem lão chôn lại ở nơi đây, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Hắn một bên thông qua tâm thần câu thông ra lệnh cho Hoa Chi cùng với Lôi Vũ tới, một bên lật tay lấy ra một cái cây thanh đồng cự kiếm. Mặt trên lôi điện màu xanh đang chảy xuôi chính là cây thanh đồng lôi kiếm của thạch điển, mãnh liệt cắm vào trong mặt đất. Linh thạch màu tím trên đuôi kiếm lập tức linh quang chớp động, linh lực cuồn cuộn không ngừng rót xuống mặt đất. Trong 5 năm qua, hắn tuy rằng rất là ít khi xuất môn, nhưng vẫn là dựa vào khoáng thạch thuộc tính lôi lục tục tìm được, đem cái kiếm này sửa chữa lại, hơn nữa đã khảm linh thạch thượng phẩm lôi thuộc tính vào trong đó. Bên trong động phủ, Tả Kinh Huy đứng tại chỗ, không vội vàng hành động nữa, mà là đem thần thức khuếch tán ra bên ngoài, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng thôi diễn biến hóa của ngũ hành huyễn diệt trận. Theo phỏng đoán, khốn trận này mặc dù có chút xảo diệu, nhưng mà với trình độ trận pháp của lão cũng không phải là không thể phá giải. Nhưng mà vào giờ phút này, cái tiếng ầm ầm vang lên, từng cái đạo điện quang màu xanh từ dưới lòng đất sinh ra, cũng nhanh chóng đan xen, hóa thành một cái tòa pháp trận lôi điện, phương viên hơn 10 trượng vây quanh lão. Uy lực càng mạnh mẽ hơn so với lúc Viên Minh bị trận này vây khốn. Tả Kinh Huy đầu tiên là hơi khẽ di chuyển, một tay giơ lên, pháp bảo kim xích rời tay của hắn bắn ra, xoay một cái bổ vào pháp trận lôi điện ở phía trước. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, pháp trận lôi điện dễ dàng bị xé ra một cái lỗ hổng thật lớn. Kim xích pháp bảo không có dừng lại mà hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng, hung hăng bổ vào vị trí nào đó ở trên Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận. Xoẹt một tiếng, cả tòa Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận cũng rung động, bị vẽ ra một đạo dấu vết màu trắng giống như là vết nứt. Trên người Tả Kinh Huy, kim quang chói mắt lại lần thứ hai sáng lên, từ trên xuống dưới lưu chuyển không thôi. Với sự khống chế của lão, lôi điện từ khe nứt pháp trận bắn ra, thẳng đến vết nứt màu trắng mà đi. Tả Kinh Huy mặc dù không dò xét được quy luật vận chuyển của Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận, nhưng lấy lực phá đảo, Viên Minh thấy vậy cũng không có kinh hoảng. Năm cái mặt lệnh kỳ ở trong tay vừa mới chuyển, chung quanh có vết nứt màu trắng đột nhiên hiện ra cái linh quang màu xanh biếc. Từng bóng cây màu xanh biếc trống rỗng hiện lên, đem vết nứt màu trắng bao bọc ở bên trong, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Tả Kinh Huy bổ nhào vào không trung, nhất thời giận dữ, 10 ngón tay bấm quyết biến hóa thật nhanh. Kim xích pháp bảo hơi mơ hồ, huyễn hóa ra hơn 10 đạo kim sắc xích ảnh. Tiếp theo cuồng lôi sấm sét đánh về phía các nơi trên pháp trận. Không gian phụ cận pháp trận bị quấy nhiễu, linh quang ngũ sắc phảng phất như là nước sôi ùn ục, nhưng mà không có dấu hiệu sụp đổ. Viên Minh âm thầm thúc giục quạ hồn, tại mi tâm hắc quang chớp động, bay ra 4 con quạ hồn. Hai tay của hắn bấm quyết thi triển mộng điệp ảo thuật, 4 con quạ hồn lặng lẽ bay tới 4 góc động phủ, sau đó đồng thời há miệng kêu to. Từng cổ sóng âm màu đen phun ra, đánh về phía Tả Kinh Huy. Ngoài ra, tại một góc không đáng chú ý ở bên trong động phủ, bên trên Thâu Thiên Đỉnh đã có sẵn 2 cây hương thất bộ ngã mới đang được đốt lên. Nếu như nói Tả Kinh Huy trước kia còn ôm ý định đánh Viên Minh đến mức phải cho hắn cầu xin tha thứ, để khiến cho hắn phải trở thành cây rung tiền cho mình, thì hiện giờ lại là sát ý càng lúc càng nồng đậm, chân chính động sát tâm với Viên Minh. Đang lúc lão muốn thi triển thủ đoạn khác, muốn đem khốn trận triệt để đánh bại, thì chỉ cảm thấy hư không ở chung quanh dao động cùng một chỗ, sóng âm màu đen bao phủ xuống, sắc mặt của lão cả kinh, vội vàng bay lui về phía sau. Lão trong khoảng thời gian ngắn còn chưa rõ ràng sóng âm màu đen này là cái gì, nhưng mà lão đoán chừng khẳng định không phải là vật có lợi gì đối với lão, nên trước mắt né tránh rồi nói sau. Tốc độ của tu sĩ kết đan kỳ vượt xa bất kỳ tồn tại trúc cơ nào. Thân hình trong nháy mắt bắn ngược thật xa, mắt thấy sẽ bay ra khỏi phạm vi bao phủ của sóng âm màu đen, thì Viên Minh cũng không có chút hoảng hốt, trong tay lật lên, cái lá cờ màu xanh biếc kia bắn ra, hóa thành một đạo lục quang dung nhập vào trong đại trận. Cảnh sát trước mắt của Tả Kinh Huy biến đổi, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm xanh biếc khổng lồ. Tiếp theo một cổ áp lực nặng nề, vạn cân chợt xuất hiện, ép tới thân hình của lão hơi chậm lại. Chính vì cái sự chậm chạp này, nên thân hình của lão đã bị sóng âm màu đen do quạ hồn phóng ra bao phủ. Ánh mắt của Tả Kinh Huy trở nên mờ mịt, cả người ngây ngốc ở nơi đó. Trên mặt của Viên Minh mừng thầm, cũng không dám trì hoãn, lập tức bấm ngón tay bắn ra. Tuyệt ảnh châm nhanh như chớp điện bay tới, đâm vào huyệt thái dương của Tả Kinh Huy. Cái bóng đen ở trong tay của hắn hiện lên, Diệt Hồn kiếm cũng bị hắn nắm ở trong tay, lăn không bổ xuống, phát ra cái tiếng rít gào chói tai. Một đạo kiếm khí màu đen dài 4-5 trượng gào thét bắn ra, đồng dạng thẳng đến đầu của Tả Kinh Huy mà đi. Ngay lúc này, kim xích pháp bảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tả Kinh Huy, ngăn cản tuyệt ảnh châm. Sau đó nhanh chóng vờn quanh hết thảy. Đinh một tiếng vang nhỏ, tuyệt ảnh châm bị chém thành 2 đoạn. Thân hình của Tả Kinh Huy cũng đột nhiên dịch chuyển, tránh thoát công kích của Diệt Hồn kiếm khí. Ánh mắt của lão trở nên thanh minh dị thường, xoay ngựa đánh về phía chỗ của Viên Minh. Ngươi đúng là hồn tu, người dĩ nhiên là đồng đảng của Bộ Chính Thành. Vừa nói xong, kim xích pháp bảo từ trong tay của lão rời tay mà ra, hóa thành một đạo cầu vòng thật lớn hướng vị trí của Viên Minh bắn tới. Nơi đi qua, áo trận linh quang dễ dàng bị xé rách, thân ảnh của Viên Minh cũng hiện lộ ra. Không đợi hắn né tránh thì kim xích pháp bảo đã chém xuống đầu, tốc độ nhanh hơn trước mấy lần, phảng phất như là một đạo kim sắc thiểm điện. Phốc, xi một tiếng, thân thể của Viên Minh bị chém thành hai nửa, nhưng mà ngoài dự liệu không có máu tươi xuất hiện. Hai nửa thân thể hóa thành hư ảnh tiêu tán. Sâu trong ngũ hành huyễn diệt trận, thân ảnh của Viên Minh chợt lóe lên, lau mồ hôi trên trán. Thân ảnh vừa mới rồi chính là do ngũ hành huyễn diệt trận hư thực mà biến hóa. Từ tất cả vật thể bên trong pháp trận đều có thể dựa vào biến hóa này hóa thành hư ảnh. Đây là biến hóa cao thâm của ngũ hành huyễn diệt trận. Trong 5 năm qua, hắn đã bỏ ra rất là nhiều tâm tư để luyện tập vận hành cái bộ pháp trận này, tiêu hao rất là nhiều linh thạch, lúc này mới rốt cục đã có thể nắm giữ. Cũng may, hắn đã bỏ ra đại tâm huyết khổ luyện bộ pháp trận này. Đây chính là ác chủ bài bảo vệ tính mạng của hắn. Viên Minh càng thêm cẩn thận, lần thứ hai di động thân hình, đồng thời thả ra 8 con quà hồn, hướng Tả Kinh Huy thi triển ảo thuật nhà Minh. So với sóng âm đầu tiên lúc trước bao phủ Tả Kinh Huy thì nó lại càng dày đặc hơn, phạm vi bao phủ cũng rộng hơn. Sắc mặt của Tả Kinh Huy khẩn trương. Lão cũng là lần đầu tiên đối chiến với hồn tu, nên lần thứ hai lui về phía sau để tránh né. Nhưng mà ở phía sau, ở chỗ hư không lôi quang đại tác, bắn ra 8 đạo lôi điện màu xanh thô to, trong đó ẩn chứa uy năng kinh người. Tả Kinh Huy không cách nào bỏ qua được. Hàng mang trong mắt của Tả Kinh Huy chợt lóe, pháp bảo kim xích vang lên một tiếng, kim mang đại thịnh, giống như là khôi giáp bao phủ lão ở trong đó. 8 đạo thanh lôi tốc độ nhanh hơn, trước một bước bổ vào trên người của Tả Kinh Huy. Lôi quang màu xanh chói mắt nở rộ, lập tức đại tiêu tán. Kim quang hộ thể của Tả Kinh Huy bị đánh tan hơn phân nửa, cánh tay nắm lấy kim xích đã trở nên cháy đen. Quả hồn phát ra sóng âm màu đen quét tới, không cho lão có cơ hội né tránh, bao phủ lấy thân thể của lão. Từng cái lượng sóng âm ảo thuật cường đại như là thủy triều đánh sâu vào thần hồn của Tả Kinh Huy. Tả Kinh Huy vừa mới bị thanh đồng lôi vân trận đánh bị thương, thần hồn bất ổn, trong mắt nhịn không được nổi lên cái vẻ mê man, thật sự đã rơi vào ảo cảnh. Hắc quang phía sau của lão hiện lên, đạo diệt hồn kiếm khí vừa rồi bị lão né tránh, bây giờ lại bắn tới, bổ vào đầu của Tả Kinh Huy, tiến vào trong thức hải, hung hăng chém tàn hồn của Tả Kinh Huy. Ảo cảnh trước mắt của Tả Kinh Huy biến mất, thân thể của lão run rẩy kịch liệt, nhịn không được nữa mà ôm cái đầu, phát ra một tiếng hừ thảm, ngây ngốc tại chỗ. Viên Minh nheo mắt, huy động Diệt Hồn Kiếm, nhanh như thiểm điện chém liên tiếp 3 lần. 3 đạo diệt hồn kiếm khí bắn ra, từ dịp Tả Kinh Huy không cách nào nhúc nhích, tất cả đều bổ lên người của lão. Tả Kinh Huy phát ra một tiếng kêu thảm thê lương thảm thiết, thất khiếu trên mặt đều đã chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thức hải thần hồn cơ hồ bị chém diệt. Pháp lực vận chuyển của lão cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Quang mang trên kim xích pháp bảo trở nên dị thường ảm đạm, không bằng 1/10 lúc trước. Cùng lúc đó, thân thể của Viên Minh cũng lắc lắc, sắc mặt cũng đã tái nhợt dị thường, hồn lực trong thức hải bị tiêu hao hầu như là không còn. Diệt hồn kiếm uy lực kinh người, đối với hồn lực tiêu hao cũng dị thường cực lớn. Với thần hồn lực trước mắt của hắn, trong thời gian ngắn, toàn lực thúc giục ra tứ kiếm đã là cực hạn. Đúng lúc này, Diệt hồn kiếm đột nhiên ông minh một tiếng, bộc phát ra một cổ sát khí hung lệ, hung hăng trùng kích lên thần hồn của Viên Minh. Hồn lực vốn đã khô tịch, khiến cho thần hồn kịch liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Thức hải của Viên Minh đau nhức, đầu giống như là muốn nứt ra, kinh hãi buông Diệt Hồn Kiếm xuống. Đáng tiếc đã không kịp rồi. Thần hồn của hắn kịch liệt rung động. Viên Minh chỉ cảm thấy đầu của mình một trận trời đất quay cuồng, trước mắt lại từng trận biến thành màu đen, cảm giác ý thức dần đang tiêu tán. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Viên Minh giơ tay gọi Thâu Thiên Đỉnh trở về, dung nhập vào cánh tay của hắn. Một cổ nhiệt lưu từ trong đó phun trào ra, dung nhập vào trong thức hải đang khô cạn. Hồn lực của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Cái lượng nhiệt lưu kia trực tiếp bao bọc lấy thần hồn của hắn, dung nhập vào trong đó. Thần hồn đang đau đớn của Viên Minh nhất thời giảm bớt, ý thức tiêu tán, nhanh chóng khôi phục thanh minh. Vừa rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ vì còn kiếm cắn trả chủ nhân? Viên Minh nhíu mày, thần sắc một trận âm tình bất định. Hắn tuy rằng từ trong trí nhớ của Sa Hạo tìm được tin tức về Diệt Hồn Kiếm, nhưng mà Sa Hạo cũng không phải là người luyện chế kiếm này, tin tức biết được cũng không hoàn chỉnh. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới, Diệt Hồn Kiếm phóng thích ra kiếm khí cũng không cần nhìn tới lực phòng ngự của địch nhân, trực tiếp công kích thần hồn, đem nó cắn nuốt. Cái năng lực hung lệ đáng sợ như vậy, việc sử dụng cũng tất nhiên sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Hiện giờ xem ra, cái kiếm này quả thật có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Cái giá phải trả chính là sẽ cắn trả chủ nhân. Nghiễm nhiên là một thanh hung kiếm hai lưỡi, đã thương người cũng đã thương chính mình. Vì mình trước đây đối phó với Tả Kinh Huy, có tu vi cao hơn mình, đã đem thần hồn lực gần như là hao hết. Đối mặt với Diệt Hồn Kiếm cắn trả, tất nhiên là không cách nào tự bảo vệ được mình. May mà hắn có một lá bài tẩy là Thâu Thiên Đỉnh này. Trên thực tế suy cho cùng, nếu không có Thâu Thiên Đỉnh ôn dưỡng thần hồn và có tác dụng thần kỳ đối với thần hồn, thì chính mình có lẽ cũng không dám bước lên hồn tu. Một cái con đường tu tiên tràn ngập trong gai, gần như là cửu tử nhất sinh. Vì mình hít sâu một hơi, nhìn Diệt Hồn Kiếm trên mặt đất bên cạnh, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần phức tạp. Hả? Hắn đột nhiên có chút kinh ngạc, khẽ hô lên một tiếng. Dùng nhiệt chỉ trong từ Thâu Thiên Đỉnh cho đến bây giờ vẫn chưa có xu thế dừng lại, vẫn tiếp tục liên tục trót ra, rót vào trong thần hồn của hắn, hơn nữa lại chia làm hai. Viên Minh vội vàng dùng thần thức nhìn vào trong cơ thể của mình, nhưng mà không nhìn thì thôi, mà đã nhìn vào thì không khỏi hoảng sợ. Trên thần hồn của hắn không biết từ khi nào lại xuất hiện một vết nứt, dĩ như là trước kia bị sát khí hung lệ của Diệt Hồn Kiếm trùng kích gây ra. Có lẽ lúc trước còn nhỏ nên vẫn chưa có chú ý, hiện giờ dưới sự gia trì của Thâu Thiên Đỉnh, không chỉ là không thể khép lại, ngược lại càng sâu hơn rất là nhiều. Thuật nhìn giống như là hai bộ phận của thần hồn tùy thời có thể hoàn toàn tách ra, mà cái cổ nhiệt lưu chia làm hai kia lại đang phân biệt rót vào hai bộ phận thần hồn bị vết nứt phân chia. Tại sao có thể như vậy chứ? Trong lòng Viên Minh không khỏi có chút ngạc nhiên. Cũng may thần hồn đau đớn tê tâm liệt phế trước đây của hắn đã bình ổn lại. Vết nứt kia mặc dù có xu thế sâu hơn, nhưng mà tự hồ đối với thần hồn của mình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bên trong Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận, Tả Kinh Huy có được cơ hội thở lấy dốc, sớm đã dán lên người mấy đạo phù văn, cũng lấy ra một cái viên đan dược ăn vào, sắc mặt tái nhợt đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Mà kim xích pháp bảo thì lại đang vòng quanh thân thể, lại một lần nữa nhấc lên một cổ kim mang, đem thân hình bao phủ ở bên trong. Viên Minh nhướng mày, tạm thời không để ý tới thần hồn dị biến, trước mắt giải quyết địch nhân rồi nói sau. Hắn lại thúc giục trận kỳ trong tay, tiếp tục thúc giục Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận. Đồng thời, tay kia vỗ vào bên hông một cái, kim cương từ trong túi linh thú bên hông nhảy ra, hóa thành một đạo bóng trắng đánh về phía Tả Kinh Huy. Hoa Chi cùng với Lôi Vũ là một lên một xuống, thẳng đến Tả Kinh Huy mà đi. Tả Kinh Huy bất chấp liên tục điều trị vết thương tại thần hồn, một tay hướng hư không điểm một chút, kim xích nhoáng lên biến ảo ra hơn 10 đạo xích ảnh, nghênh đón kim cương đang điên cuồng mà đi. Viên Minh thấy vậy, bấm quyết thúc giục, khởi động 5 mặt trận kỳ trước đó. Bóng xanh phía trên đỉnh đầu của Tả Kinh Huy chớp động, hiện ra vô số hư ảnh cự thụ, tựa như là một mảnh biển rừng mênh mông cuồn cuộn. Một cổ áp lực khổng lồ bao phủ xuống, khiến cho thân hình của Tả Kinh Huy dừng lại, tốc độ pháp bảo xích kim xích cũng giảm mạnh. Kim cương thân hình hạ thấp xuống, tránh thoát một kích từ pháp bảo kim xích. Một cái vượng chảo nắm thành cái nắm đấm, hung hăng đánh vào ngực của Tả Kinh Huy. Màn sáng màu vàng bên ngoài thân thể của Tả Kinh Huy miễn cưỡng ngăn chặn một kích của Kim Cương, nhưng mà cả người lại bị một cổ cự lực đánh cho bay ngược ra bên ngoài. Sẹt, sẹt. Ba đạo lưu điện màu bạc từ hư không phụ cận bắn ra, đánh vào sau lưng của Tả Kinh Huy. Hơn 10 cây từ khắc mạn đằng từ hư không bên kia bắn ra, hóa thành một canh mộc kiếm màu xanh biếc, đâm về phía bên trái thân thể của Tả Kinh Huy. Tả Kinh Huy gầm nhẹ lên một tiếng, kim xích pháp bảo quang mang thịnh lên, nhanh chóng lượn lờ quanh người, liên tiếp xích ảnh dày đặc hiện ra, đem lôi điện màu bạc cùng dây leo màu tím đen tất cả đều xé nát. Hắn chính là tu sĩ kết đan kỳ, Tiêu Trần thần hồn bị thương nặng, thực lực 10 phần không còn lại một, nhưng mà cũng không phải là một Hoa Chi, Lôi Vũ, là những linh thú trúc cơ kỳ có thể đối phó. Thực lực của Kim Cương mặc dù ở trên Hoa Chi cùng với Lôi Vũ, nhưng nó đã bị thương. Thần hồn của Tả Kinh Huy lúc trước bị thương nặng, lại một phen thi pháp này làm cho lão thở dốc không ngừng. Tay hướng túi đựng đồ bên hông duỗi tới, hư không dao động bên cạnh cùng nhau xuất hiện một cây trường thương màu tím. Thân thương khắc chính cái đồ án hoa văn rồng màu lam, chính là Tử Tinh Cửu Long Thương đã mua được từ trong buổi đấu giá. Đồng thời huyết quang trên đỉnh đầu hiện lên, nhiều hơn một cái ống tròn màu máu dài nửa thước. Vì mình biến sắc, không để ý tới dị biến của thần hồn, lại thi triển ảo thuật Nha Minh. 8 con quạ hồn đồng loạt phát ra sóng âm màu đen, trong nháy mắt đã bao phủ thân thể của Tả Kinh Huy. Nếu là thời kỳ đại thịnh thì Tả Kinh Huy tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh trúng như thế, nhưng hôm nay năng lực chống cự của lão đối với ảo thuật hồn tu bị giảm mạnh, lập tức rơi vào ảo cảnh, thân thể lại cứng đờ bất động. Vì mình cắn răng một cái, cầm lấy Diệt Hồn Kiếm trên mặt đất lên, pháp lực hồn lực chen chúc nhau mà rót vào trong đó. Thanh kiếm phát ra cái tiếng thanh minh vui sướng, bắn ra kiếm khí màu đen dài chừng 1 trượng. Chấm! Hắn hét lớn lên một tiếng, lăng không vùng kiếm. Một đạo kiếm khí màu đen dài chừng 7-8 trượng, rộng bằng cánh cửa bắn ra, tản mát ra một cổ lực hút thần hồn khổng lồ. Hoa Chi, Lôi Vũ ở phụ cận, thậm chí là thần hồn trong cơ thể của Kim Cương cũng rụt rịch, thậm chí là có cảm giác phá thể mà ra, bị kiếm khí hút đi. Ba đứa nó vội vàng bay lui về phía sau. Giờ khắc này bọn nó chỉ cảm thấy mình cách cái kiếm khí màu đen này càng xa càng tốt. Kiếm khí màu đen tốc độ nhanh như là sét đánh, chợt lóe lên rồi biến mất, đánh vào trong đầu của Tả Kinh Huy, hung hăng bổ vào bên trên thần hồn của lão. Tả Kinh Huy cả người đều run rẩy, thất khiếu đều hướng ra bên ngoài phun trào ra từng đạo hắc quang. Thức hải thần hồn ầm ầm sụp đổ, bị đạo kiếm khí kinh người này trực tiếp chém diệt. Kim xích pháp bảo, Tử Tinh Cửu Long Thương cùng với huyết sắc hình trụ, bởi vì mất đi lo liệu, đều đã nhao nhao rơi xuống mặt đất loảng xoảng. Viên Minh thì lập tức ném cái Diệt Hồn Kiếm xuống đất, nhưng mà Diệt Hồn Kiếm lần này lại ngoài ý muốn không có cắn trả. Sau khi rời khỏi bàn tay của hắn thì mặt ngoài nổi lên hào quang u ám, phát ra một cổ hấp lực. Từng đòn hồn lực tán loạn hội tụ, bị Diệt Hồn Kiếm nuốt vào. Diệt Hồn Kiếm khẽ rung lên, phát ra một trận hưng phấn ong ong. 4 đạo phù văn ở trên thân kiếm màu sắc sâu sắc hơn. Sau vài cái hô hấp sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên là một thanh hung kiếm mà. Viên Minh thấy vậy không khỏi thán phục. Hắn bấm quyết đình chỉ lại vận chuyển Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận, lập tức nhắm mắt tĩnh tọa dò xét tình huống ở trong đầu, ngay cả thu cái chiến lợi phẩm cũng không quan tâm mà xem xét. Cái dòng nhiệt của Thâu Thiên Đỉnh cơ bản đã đình chỉ, chỉ là cái vết nứt trên thần hồn của hắn lại sâu thêm không ít. Hai bộ phận hồn lực cơ hồ không lưu thông nữa, tư hồ sắp hoàn toàn phân liệt thành hai bộ phận. Vì mình thấy vậy, ở trong lòng không khỏi vô cùng hối hận. Thần hồn xuất hiện vấn đề, đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối là một vấn đề lớn. Hơn nữa, hắn lại còn là một cái hồn tu. Hắn vốn tưởng rằng có Thâu Thiên Đỉnh hộ trì thì thần hồn của mình hẳn là không đến mức bởi vì một chút vết nứt mà phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Hiện giờ Thâu Thiên Đỉnh lại tự hộ gia tốc thần hồn của hắn, triệt để phân liệt. Tuy rằng trước mắt xem ra, cái loại phân liệt này tự hộ không có tạo thành ảnh hưởng rõ ràng gì đối với hắn, nhưng mà có trời mới biết sau này sẽ có phát sinh được cái chuyện gì. Chí ít, hắn cũng không có thấy trên điển tịch nào có ghi chép lại có tu sĩ nào đó khi mà thần hồn bị xé rách mà có thể bình an vô sự. Trên căn bản đều phải sụp đổ thần hồn. Bất quá cái chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết thiên hạ không có thuốc chữa sự cái hối hận. Hắn cũng không cần phải lo lắng như vậy ở đây. Vì nếu hắn không quyết định nhanh thì khả năng hôm nay cũng không phải là thần hồn đơn giản phân ra làm hai như vậy, mà lại trực tiếp đã bị Tả Kinh Huy đánh chết, thần hồn câu diệt. Viên Minh vừa nghĩ đến đây liền tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, ý đồ tận cái khả năng chữa trị cái vết thương thần hồn. Nhưng mà không vận chuyển Minh Nguyệt Quyết thì còn tốt, vừa vận chuyển phương pháp này thì hồn lực của hai bộ phận thần hồn đều bị vận chuyển ra. Vết nứt kia lại dùng cái tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang dần dần mở rộng. Trong lòng của Viên Minh nhảy dựng lên, vội vàng ngừng vận chuyển hồn lực, nhưng đã không kịp nữa rồi. Vết nứt kia đã đạt đến cực hạn. Là tạch một tiếng vang lên, thần hồn của hắn đã bị chia ra làm hai. Một khối đại khái có 1/5 thần hồn bị chân chính phân liệt ra. Cảm xúc của Viên Minh oanh lên một tiếng nổ tung, tiếng lòng trong nháy mắt đã nhắc tới cực hạn. Ngay cả cái đau đầu kịch liệt cũng không rảnh mà bận tâm, giống như là phạm nhân sắp bị chém đầu ở pháp trường, chờ đợi cái tình huống thần hồn tổn hại lớn thêm, thậm chí là sụp đổ. Nhưng mà tình huống hắn dự liệu lại không có xuất hiện. Sau khi thần hồn chia ra làm hai, ngoại trừ đầu của hắn đau một chút, cũng không có cái tình huống nào khác phát sinh. Tất cả phản phất giống như là như trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ thần hồn phân liệt kỳ thật không phải là vấn đề gì lớn sao? Viên Minh ngạc nhiên, tiếp tục dùng thần thức nội thị xem xét thần hồn ở trong đầu. Thần thức lớn hơn vẫn đứng vững ở giữa thức hải. Tình huống giống như là lúc trước, hồn lực chung quanh chậm rãi hội tụ lại, dung nhập vào trong đó. Ấn ký lưu hương lần nữa lộ ra một cổ nhiệt lưu, dung nhập vào trong thần hồn chủ. Chỉ thấy bộ phận vốn bởi vì bị cắt chia và thiếu sót, lợi dụng mắt thường có thể nhìn thấy được, đang chậm rãi sinh trưởng ra. Thật nhìn không bao lâu nữa liền sẽ khôi phục. Viên Minh lúc này mới giật mình, thì ra với sự bảo vệ của Thâu Thiên Đỉnh thì thần hồn của mình vẫn có thể khôi phục. Khó trách không có cảm thấy có gì dị thường, mà các khối thần hồn phân liệt kia chậm rãi phiêu tán khắp cả thức hải, cũng không có tiêu tán. Một màn này khiến cho Viên Minh hứng thú. Hắn đem được chú ý đặt trên thần hồn phân liệt kia, tinh tế dò xét, chợt phát hiện cái bộ phận thần hồn này hồn lực cũng không có yếu, đại khái là tương đương với hai cái con quạ hồn. Suy nghĩ của hắn chuyển đến nơi đây, ngoại hình của thần hồn phân liệt đột nhiên biến đổi, hóa thành một con quạ hồn, màu sắc thì lại là trong suốt. Viên Minh cảm thấy kinh ngạc, cái cổ thần hồn này linh động như thế. Hắn vừa mới nghĩ tới quả hồn, liền thần hồn lập tức liền hóa thành quả. Vậy có thể biến thành thứ khác hay không đây? Tâm niệm của hắn vừa mới nổi lên thì ngoại hình của quả hồn lập tức biến hóa một lần nữa, hóa thành một cái con hồn dơi. Ngoại hình so với huyết dơi của Sa Hạo thì giống nhau như đúc. Viên Minh trong lòng khẽ động, điều khiển cái khối thần hồn này biến hóa thành các loại đồ vật. Thần thức có thể trải ra, hóa thành một cổ hồn ba như là thần thức. Sau một khắc, cổ thần hồn này từ trong thức hải bay ra, biến ảo thành bộ dáng quạ hồn, bay tán loạn khắp nơi trong động phủ. Viên Minh thì mỉm cười nhìn quạ hồn trong suốt, nụ cười đột nhiên động lại. Con quạ hồn này thoạt nhìn rất là giống với những con quạ hồn khác, nhưng mà trên thực tế lại có bản chất khác nhau. Nó có ý thức tự chủ nhất định, vừa rồi ở trong thức hải còn chưa rõ ràng, hiện tại phóng thích ra, lập tức liền nhận ra cái điểm này. Nhưng mà quạ hồn khác của hắn có thể chia sẻ cái tầm nhìn, vừa khống chế thi thể, còn có thể vừa làm chuyện khác. Nhưng điều hoàn toàn bị hắn khống chế. Nhưng mà các con quạ hồn trong suốt này thì lại khác, có được ý thức bản thân nhất định. Đã kết thúc tập 116 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay cho Góc Nhỏ một like, một share, một comment và một đăng ký nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 117 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ nhé.